Và buổi chiều tiếp theo anh em chuẩn bị chiến bóc củi nữa nha mọi người nha. Đây. Chuyến này thì củi thì nó nằm trong sâu ở trong vườn rồi nha mọi người, nên là chở rất là khó đi nhá. Được chưa? Không có thế làm sao mà đi đứng được. Không có thế, không có thế. Ok, bây giờ anh em chuẩn bị bắt nha mọi người nha. Anh em chuẩn bị bắt xong đống thứ nhất. Kiếm củi thì nói chung là làm củi thì tùy theo địa hình. Nếu mà địa hình đẹp thì đỡ xíu.
Còn mà chỗ dốc là anh em phải cực khổ lắm. Xe không nổi. Xe thì không nổi. Xe đây tạm tạm. Kiếm lắm mọi người ơi. Kiến rất là nhiều nha. Cuối mới cắt xong kiến cày lắm, kiến này đốt. Chờ một ít thôi nha mọi người, không có đầy quá nha, tại vì đất lún quá. Rồi hả? Đây là chuyến đầu tiên của buổi chiều ngày thứ nhất chợ cuối.
đây là xe ba bánh nó được nha các bạn. Quen xung chốt ở bên này. Cái này chưa ra cái đôi bởi cây tôi mặc đổ bên này trước không được này đúng không? Chuyến thứ hai này thì trời bắt đầu đổ mưa rồi nhé mọi người nhá. Đấy, trời đen quá. Anh em đang bóc chuyến thứ hai của buổi chiều. Đấy, rất là mệt nha. Không biết có đẩy được không. Nếu như mưa không tới thì ok. Come on.